Ngày 16 tháng 11, bà Quỳnh Thị Phải trú tại ấp Trường Bình đi tiêm ngừa COVID-19 ở điểm tiêm tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và sau đó làm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả bà Quỳnh Thị Phải dương tính. Liên quan đến ca bệnh này, đến nay có 30 F0, trong đó có 12 trẻ em. Đã triển khai đối với cũng như tuyên truyền vận động người dân là trong khu phong tỏa là không được phép đi ra ngoài. Cũng đặc biệt cũng là những người mà ngoài cũng không được phép vào trong. Nếu có nhu cầu cần thiết gì thì liên hệ với cái tổ bảo vệ cũng như là có cái đội mà mua thiếu phẩm để cung cấp cho những người trong cái khu phong tỏa. Hiện nay địa phương phong tỏa tạm thời 500m khu vực các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 sinh sống, 40 hộ với 127 khẩu. Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hậu Giang để chờ khẳng định. Phun khử khuẩn tại nơi các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 sinh sống. Trước mắt thì ổ dịch này khá là phức tạp. Về công tác chỉ đạo thì đã chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân xã Trường Long A đã tiến hành các cái biện pháp phong tỏa tạm thời. Thì hiện nay về phía xã cũng đã tiến hành thành lập các cái chốt, rồi lập các cái tổ để hỗ trợ cái việc đi chợ, rồi cái tổ tiến hành giám sát, tổ giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực này. Cơ bản các cái tổ đã hoạt động từ ngày hôm qua. Ổ dịch lây lan nhanh, cộng theo việc thiếu ý thức của người dân, còn lơ là, chủ quan tổ chức các buổi tiệc không cần thiết đang gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của địa phương. Công tác tầm soát bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng ở vùng có nguy cơ cao như hiện nay đòi hỏi phải có sự vào cuộc và ý thức chấp hành của người dân là hữu hiệu và cấp thiết để địa phương sớm trở lại trạng thái bình thường mới trong thời gian sớm nhất.